trở lại chương trình của bản tin. Trở lại bản tin trong một sự kiện của bà Kamala Harris xuất hiện trong một chương trình 60 phút, 60 minutes. Kamala Harris phải đối mặt với một loạt chỉ trích sau cuộc phỏng vấn gần đây của bà. Trên cái chương trình 60 phút của CBS. Với nhiều chuyên gia chính trị và bình luận gọi là màn trình diễn của bà là thảm họa đầy đã những tuyên bố sai sự thật những câu trả lời hoàn toàn không mạch lạc và những tuyên bố gây hiểu lầm. Chương trình CBS News là chương trình là một cánh tay nói dài của đảng Dân Chủ và chương trình với 85% đều đưa những thông tin có lợi cho bà Kamala Harris và 85% những thông tin bất lợi cho Tổng thống Trump. Chương trình mà cũng điều phối cái cuộc tranh luận duy nhất trong cuộc bầu cử 2024 Tổng chống Dương Trump và Kamala Harris trong cuộc tranh luận đó, Tổng thống Trump đã phải một chọi ba. Nhưng ông Trump vẫn tiếp tục thắng trong cuộc tranh luận. Khi bà Harris chuẩn bị cho cuộc đua Tổng thống năm 2024, cuộc phỏng vấn chỉ làm dấy lên cái mối lo ngại về sự chuẩn bị và khả năng lãnh đạo của bà, làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về chiến dịch của bà. Harris, người phần lớn, tránh cái báo chí quốc gia thực hiện rất ít cuộc phỏng vấn không có kịch bản đã được trữ trách trong một trong những cuộc phỏng vấn nghiêm trúc đầu tiên của bà kể từ khi chính thức tham gia cuộc đua trong cuộc phỏng vấn bà phải vật lộn để trả lời những câu hỏi chưa rõ ràng về nhiều cái chủ đề khác nhau trong đó có kinh tế nhập cư và lập trường chính trị thay đổi của bà kế hoạch mù kinh tế để trả tiền cho chi tiêu. Một trong những khoảnh khắc đáng lo ngại nhất là bà Harris. Được hỏi bà sẽ tài trợ cho việc tăng chi tiêu của chính phủ như thế nào? Câu trả lời của bà cho rằng các tỷ phú sẽ trả chi phí đã nhanh chóng bị những chuyên gia kinh tế viện nhà bình luận chính trị lên án. Billy Benin, một phóng viên của tờ báo Reasons, đã chỉ trích câu trả lời là mù kinh tế. Lưu ý rằng chỉ riêng cái khái niệm đánh thuế các tỷ phú sẽ không đủ để trang trải chi phí cho những chương trình chi tiêu lớn mà bà ủng hộ. Với cái làm phát và mối quan tâm kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri. Việc bà Harris không thể đưa ra một kế hoạch tài chính đáng tin cậy làm dấy lên là những nghi ngờ về năng lực của bà trong việc xử lý cái nền kinh tế của quốc gia phản ứng khủng hoảng biên giới thu hút nhiều sự giám sát hơn. Khi bị ép về cuộc khủng hoảng biên giới của phía Nam, bà Harris đưa ra rất ít cái giải pháp và tuyên bố quốc hội cần phải sửa chữa vấn đề. Điều này đã thúc đẩy việc kiểm tra trực tế từ những tờ báo như Breitbart News. Chỉ là rằng câu trả lời của bà đã hoàn toàn né tránh cái trách nhiệm. Thái Viên đưa ra một kế hoạch rõ ràng để giải quyết mức độ nhập cư bất hợp pháp. Kỷ lục giới trời của Biden và Harris, bà lại đổ lỗi cho quốc hội. Việc trí một chiến lược cụ trái này chỉ làm gia tăng thêm sự chỉ trích về cách bà xử lý các vấn đề an ninh quốc gia, nhập cư quan trọng. Clay Travis, nhà sáng lập của Outkick, chỉ trích phản hồi của bà là vô nghĩa, nhấn mạnh cái trực trái rằng cử tri mong đợi những câu trả lời có thể thực hiện chứ không phải là sự né tránh một cách mơ hồ. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Kamala Harris thường đưa ra những câu trả lời lan man, không mạch lạc cho những câu hỏi cơ bản. Ví dụ được hỏi về lý do tại sao bà đã thay đổi nhiều cái lập trường chính sách của mình chỉ sau 4 năm, bà không đưa ra sự rõ ràng. Thay vào đó bà nói những giá trị của bà vẫn tiếp tục giữ nguyên. Một câu trả lời mà nhiều người chỉ trích cho rằng là né tránh cái trách nhiệm giải trình cho việc thay đổi cái quan điểm của một số vấn đề quan trọng. Tài khoản của Trump Warren đã nhanh chóng nắm bắt bài phát biểu của bà Kamala Harris, chế giễu bà Harris vì đã không thay đổi những giá trị mác-xít của mình, trong khi Blip for TikTok gọi màn trình diễn của bà là thảm họa hoàn toàn. Hơn nữa, Harris đã tuyên bố sai sự thật rằng bà được bầu làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ dẫn đến một cuộc kiểm tra trực khế khác từ tờ báo Breitbart News. Thực tế là bà Harris không giành được một phiếu bầu nào trong quá trình bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Phải đến khi Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua với cái áp lực từ nhà lãnh đạo của đảng, thì đảng viên đảng Dân Chủ nổi tiếng gồm có Nancy Pelosi, Barack Obama, Chuck Schumer mới ủng hộ cho bà Kamala Harris. Đây có thể gọi rằng là một quá trình phi dân chủ, một quá trình mà lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ không nhận được một lá phiếu cử tri nào mà trở thành ứng cử viên và đại diện cho một đảng lớn của đảng Dân Chủ. Cái màn trình diễn của bà Harris trong cuộc phỏng vấn 60 phút làm nổi bật cái mối lo ngại đang diễn ra rằng bà Harris không đủ khả năng để đảm nhiệm với chức vị tổng thống. Nhiều nhà bình luận chính trị và cử tri đều đang đặt câu hỏi liệu bà có thể cung cấp cho sự lãnh đạo mà đất nước đang cần trong cuộc hỗn loạn hay không đặc biệt là khi bà có tỷ lệ chấp thuận thấp, không thể trách mình có những lá phiếu, những thiếu sót của chính quyền Biden và Harris. Khi cuộc đua trọng đóng cho 2024 đến gần, bà Harris cần phải chứng minh cái khả năng lãnh đạo, sự rõ ràng và kiến thức chính sách mạnh mẽ hơn để giành sự ủng hộ của cử tri. Những chuyên gia như là Jesse Water, một thành viên cao cấp của chương trình Fox News, gọi một cuộc phỏng vấn là một quả bơm hoàn toàn Bà Harris phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để thuyết phục người dân của Hoa Kỳ rằng bà có thể hoàn thành cái nhiệm vụ. Trong một cuộc bầu cử vốn chứng tỏ tính cạnh tranh cao, vì bà liên tục vật lộn với sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông rõ ràng trong chính sách có thể khiến bà mất đi sự ủng hộ cần thiết để giành chiến thắng tại những tiểu bang chiến trường quan trọng. Sự xuất hiện thảm hại của Kamala Harris trên chương trình của 60 phút đã khuất đà những nghi ngờ có về trình độ và sự sẵn sàng của Harris để nắm quyền lãnh đạo với tư cách là tổng thống. Những câu trả lời không vững chắc về mặt kinh tế, cho đến những phản hồi mơ hồ lan mang về vấn đề chính sách nhập cư. Màn trình diễn của Harris đã không giúp tạo được sự tin tưởng. Trong khi cuộc đua của 2024 nóng dần, Kamala Harris còn phải làm nhiều việc nếu mà thật sự muốn thuyết phục những cử tri và có khả năng lãnh đạo của đất nước qua sự thật. Tại hại thì mà đúng thật sự là ngu ngốc Nếu quý vị nào mà coi cái chương trình của bà Trong 60 phút đó nha Thì bà cũng không biết là bà Đang nói cái gì luôn Bà cứ tiếp tục lan man Lan man lan man Và sự lan man của bà Đã chứng minh là bà không sẵn sàng Để trở thành Một ứng cử viên trọng thống Hoàn toàn không sẵn sàng vì muốn chắc làm sao mà sẵn sàng được Khi một con người như bà với 3 năm rưỡi nay, Korea tranh cử và hứa để giải quyết vấn đề của nước Mỹ. Nhưng mà rồi trực trái tất cả những vấn đề bản gây ra trong 3 năm rưỡi nay vẫn không có chiều hướng giải quyết. Và đó là bản tin. Trở lại chương trình của The VLKT News sắp sáng tiếng Việt. Đây là bài bản tin phản biện. Phản điều một chiến lược gia của đảng Dân Chủ được mang tên là Ashamil đang bóp méo những nguy hiểm đối với tuyên bố của Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất. Nhưng mà cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris trong cái chương trình của The View và chương trình 60 Phút của CBS News đã trở thành một thảm họa thì tôi vẫn chưa thấy cái chương trình của CNN đưa ra để phân tích về điều này. Trong một cuộc phỏng vấn gây gắt và gây tranh cãi trên News Central CNN, chiến lược gia của đảng Dân Chủ đó là Samuel đã đưa ra một tuyên bố gây sốc rằng Tổng thống Trump hoàn toàn sẽ cố gắng tiêu diệt mọi người. Ám chỉ đến bài phát biểu của Tổng thống Trump về nhập cư và tội phạm. Tuyên bố của bà Miêu không chỉ cực kỳ không chính xác mà còn bóp mấy cái nguy hiểm đó với những tuyên bố của Tổng thống Trump. Cho thấy cái loại hùng biện kích động thường được sử dụng để thao trúng dư luận vì cái lợi ích của chính trị. Tổng thống Trump thật sự đã nói gì trong một chương trình của tờ Huishow? Tổng thống Trump đã đề cập vấn đề tội phạm xâm nhập vào Hoa Kỳ qua cái biên giới, nhấn mạnh những rủi ro do việc cho phép những kẻ giết người và tội phạm bạo lực xâm nhập vào đất nước mà không bị kiểm soát. Tổng thống Trump đã nhắc đến cái thực tế nhiều lần tội phạm đã xâm nhập vào Hoa Kỳ thông qua chính sách biên giới mở của chính quyền Biden và lưu ý rằng những tên tội phạm này chịu có trách nhiệm cho những hành vi bạo lực tràn bạo. Bình luận của Tổng thống Trump về đóng mặt mở mặt gen xấu. Giống như cái screenshot cái màn hình của tôi trên cái live chat của quý vị. Tôi nói các chữ của ông Trump đó là Trump. We got a lot of bad genes. Gen tức là gene đó quý vị, in our country. Có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều những cái gen xấu trong cái đất nước của chúng ta. Nhưng mà thật sự họ lại cắt dán câu nói của ông Trump, đó là những người di dân tội phạm bất hợp pháp. Mặc dù có trầm cử, cái, cái cụm từ mà gen xấu đó, có vẻ như gây tranh cãi. Nhưng Tổng thống Trump không đưa ra tuyên bố bao quát nào về tất cả những người nhập cư, mà là đề cập đến những cá nhân cụ thể, đấy và đã phạm tội bạo lực không có hàm ý nào sự vượt trội về chủng tộc hoặc ý định tuyệt chủng như bà Mew trong cái chương trình của CNN đã gợi ý một cách nguy hiểm. Lời khẳng định của bà Mew rằng Tổng thống Trump tôn sùng Đức Quốc xã sẽ tìm cách tiêu diệt toàn bộ các nhóm người là một lời bọt tội, buộc tội, tội vô cùng vô căn cứ. Bất kỳ, bất kỳ sự hỗ trợ trực tế nào việc so sánh với chính sách nhập cư của tổng thống trump với tội diệt chủng hoặc là hệ thống tư tưởng đất quốc xã không chỉ sai mà còn là một nỗ lực nhân uh, phi nhân tính hóa tổng thống trump những người ủng hộ ông bằng cách liên kết họ với một số cái giai đoạn đang tối trong lịch sử của loài người cái kiểu leo trang hùng biện này đã khơi dậy cho sự chia rẽ và hận thù vào thời điểm của nước mỹ cần một cuộc tranh luận sâu sắc chứ không phải là buộc tội để gây kích động lập luận của bà mill dường như dựa trên những thông tin sai lệch về quan điểm của tổng thống trump về vấn đề nhập cư trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình tổng thống trump luôn tập trung vào thực ti pháp luật an ninh của biên giới cải cách nhập cư không nhắm vào bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc là dân tộc nào các chính sách nước mỹ trên hết của ông nhằm cái mục đích để bảo vệ biên giới bảo vệ công dân của Hoa Kỳ khỏi những rủi ro những thành phần tội phạm xâm nhập bất hợp pháp vào đất nước gây ra thật là quá đáng khi diễn giải sự tập trung của Tổng thống Trump vào những hành vi tội phạm như một lời kêu gọi tiêu diệt con người dựa trên cái nền tảng di truyền của họ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump tập trung vào an ninh chứ không phải là diệt chủng chính sách nhập cư của Tổng thống Trump mặc dù đã gây nhiều tranh cãi tập trung những vấn đề bảo vệ công dân của Hoa Kỳ bằng cách bảo đảm rằng những người nhập cư hợp pháp vào nước này mà không gây ra mối đe dọa cho an toàn công cộng. Cái chính quyền của ông đã ưu tiên trục sức tội phạm bạo lực, bảo đảm tài trợ cho bức tường của biên giới, thực hiện cái chính sách Remain in Mexico để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Các chính sách này được thiết kế để bảo vệ người Mỹ, bao gồm những người nhập cư hợp pháp và Hoa Kỳ, khỏi những cái nguy hiểm của tình trạng nhập cư không được kiểm soát. Trái ngược với tuyên bố của bà Miêu hành động của Tổng thống Trump với tư cách là một Tổng thống cho thấy cam kết rõ ràng đối với luật pháp và trật tự, an ninh quốc gia và nhập cư hợp pháp. Chính quyền của ông dựa và không dựa trên sự phân biệt chủng tộc hoặc là chủ nghĩa da trắng trường đẳng như nhiều người chỉ trích Tổng thống Trump, mà dựa trên cái nhu cầu trực thi luật pháp của Hoa Kỳ, bảo vệ công dân khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn do các tội phạm lợi dụng việc trực tri biên giới yếu kém. Lời cáo buộc của Mill cho rằng Tổng thống Trump tôn kính Đức Quốc xã, ngưỡng mộ Hitler không chỉ là một sự bóp méo trắng trợn mà còn dựa trên những tin đồn đã bị bác bỏ. Chương trình của CNN vẫn tiếp tục được xây dựng từ những tin đồn mà những tin đồn đã bị bác bỏ một cách trắng trợn từ truyền thông. Cánh hậu Lời khẳng định của Tổng thống Trump giữa một bản sao các bài phát biểu của Hitler trong tủ giường của mình đã nhiều lần bị bắt bỏ mà không phải là một huyền thoại. Không, 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 xin lỗi viện. Không gì hơn là một huyền thoại đô thị đã được sử dụng để mô tả Tổng thống Trump là một kẻ cực đoan cực khủng. Cái vấn đề mà, cái cách mà tôi nói nói rằng là ông Trump giữa những bài phát biểu của ông Hitler trong cái đầu nằm đó, là cái câu chuyện này lâu lắm rồi nhưng mà trời nó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cái con mỏ có cái con mỏ mà miêu á là con mỏ nằm bên tay trái của chúng ta nè trên màn ảnh thì nó có ba người thằng này nhìn con mặt ngu bỏ mẹ luôn cầm cái thằng mà ăn á là cái mắt của nó cũng rất là ác độc và cái bà miêu này thì khỏi nói này nhìn cái mỏ của bà nhìn cặp mắt của bà nè bị căn bệnh gọi là căn bệnh hận thù trăm những lời dối trá như thế này đã được lưu hành trong nhiều năm Thường là không có những bất kỳ cơ sở thực tế nào Để làm mất cái tính hợp pháp của chính sách Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông Cái điều quan trọng cần lưu ý là con gái của Tổng thống Trump là Ivanka Trump Con rể của ông là Jared Kushner Các con của họ đều là người Do Thái Tổng thống Trump là người ủng hộ mạnh mẽ Israel trong cái nhiệm kỳ Tổng thống của mình Giới thời của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã có những động thái lịch sử của Trung Đông bao gồm công nhận Jerusalem là chủ đô của Israel làm trung gian cho hiệp định Abraham, bình thường hóa cái quan hệ Israel và một số quốc gia Ả Rập. Thật là vô lý. Khi cho rằng một người đàn ông do thái có gia đình do thái và thành tích bảo vệ chủ quyền của Israel bằng cách nào đó lại ủng hộ hệ thống tư tưởng chủ nghĩa quốc xã. Những tuyên bố như vậy không chỉ còn gây khó chịu mà gây chia rẽ trong quốc trời đại mà diễn ngôn dân sự đang căng thẳng. Những lời, một tội của Asha Mill là triệu chứng của một vấn đề rộng hơn trong diễn ngôn chính trị của Hoa Kỳ, nơi các cuộc tấn công cá nhân, các cáo buộc vô căn cứ đã thay thế cho cuộc tranh luận về chính sách. Thay vì thảo luận về những chính sách thật sự về chính sách nhập cư bất hợp pháp, an ninh của biên giới, công lý của hình sự, các nhà bình luận như bà mill đã dựa vào sự cường điệu và gây hoang mang để đưa đi những quan điểm của họ so sánh tổng thống trump với hitler hoặc ám chỉ rằng ông sẽ tiêu diệt con người là vô trách nhiệm và nguy hiểm những lời lẽ như vậy không giúp ích để trúc đẩy một cuộc thảo luận nào về nhập cư chỉ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị trong nước đã đến lúc những nhà lãnh đạo chính trị và những nhà bình luận tập trung vào sự thật tham gia vào cuộc thảo luận dân sự để hướng tới những giải pháp có lợi cho tất cả người Mỹ, bao gồm cả những người nhập cư và người tị nạn. Trong lại những bài phát biểu bằng cách kích động của Ashlamil trên chương trình của CNN không được chứng minh thật sự và chỉ nhằm mục đích phân cực thêm trong đất nước của chúng ta. Những lời bình luận về tổng thống Trump là những lời bình luận của tổng thống Trump về tội phạm rõ ràng là nhắm vào những cá nhân cụ thể đã được phạm tội Tây Đình, chứ không phải là nhóm chủng tộc hay dân tộc nào. Cái nỗ lực đóng không với chính sách của Trump là diệt chủng mà lấy cảm hứng từ Đức Quốc xã là một sự bất méo nguy hiểm làm suy si yếu cuộc thảo luận chính trị một cách nghiêm túc. Nước Mỹ xứng đáng được nhiều hơn những cuộc tấn công vô căn cứ này đã đến lúc các nhà lãnh đạo mọi phía nâng cao cái cuộc trò chuyện và tập trung vào vấn đề thực tế như là cải cách nhập cư, an toàn công cộng, an ninh gia đình có tác động đến cuộc sống của hàng triệu người Mỹ của chúng ta. Đó là bài phản biện trong cái đoạn của bà Miu và đương nhiên trong cái chương trình của CNN. Giờ này tôi có rất là nhiều bài phản biện trong cái chương trình của The VLKT News Substack mà tôi sẽ bình luận nói cho quý vị trong các chương trình tin tức chào tạm biệt và hẹn lại bản tin tiếp theo. ok quý vị 321 321 321 xin chào tất cả các quý khán tin gì đã trở lại chương trình trở lại chương trình của giờ nghỉ trưa của chúng ta chương trình của buổi trưa ngày hôm nay số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657 600 888 à, lô bu lô bu tự nhiên tôi quên luôn xém chút là tôi quên nghỉ trưa luôn quý vị à, thành ra vì nào à, trên cái live chat để trải 5 phút thì uh, uh, lượng trứ trứ lỗi trứ lỗi ok rồi bây giờ chúng ta cập nhật cái thị trường cổ phiếu uh, hôm nay thì uh, thị trường cổ phiếu của tổng thống trăm đột biến tăng trưởng 14.84 phần trăm bắt đầu một số cuộc thăm dò ý kiến được đưa ra trong cái trang mạng của The Real Clear Politics cuộc thăm dò ý kiến mới nhất uh, có thể là đến từ cái tiểu bang arizona chúng ta vẫn chưa có những tiểu bang chiến địa khác nhưng mà có vẻ như bà kamala harris đã xuất hiện à, trong cuộc phỏng vấn của the view bà đang bị vạch mặt rất là nhiều thứ từ buổi sáng của ngày hôm nay khi bắt đầu trình thông đã bắt đầu đại um, chết những gì bà đưa ra về cái tầm nhìn tầm nhìn mù loà không ánh sáng, không tương lai, không có một cái vision nào cả cho nước Mỹ của chúng ta. kinh hoàng cho quý vị. Từ sáng ngày hôm nay lần đầu tiên chúng ta có được cái poll của tháng 10, là cuộc trăm dò ý kiến của tháng 10. Là những cuộc trăm dò ý kiến cuối cùng trong những tuần và những tháng cuối cùng cho 2024. Tại tiểu bang Arizona, Tổng thống Trump đang trung bình leading tiểu bang này dưới mức là 1.4%. Thì cuộc thăm dò ý kiến mới nhất được đưa ra vào ngày hôm nay kết thúc vào ngày 1 tháng 10. Ông Trump đang dẫn Arizona 2 điểm. Cũng cùng cái ngày này của năm ngoái thì vào ngày 8 tháng 10 của 2020 thì Biden dẫn trước ông Trump là 3.1 điểm. 3.1 điểm. Rồi tất cả những cuộc thăm dò cuối cái tháng 10 của 2020 Tại Arizona là ông Biden dẫn ông Trump 0.9 điểm nhưng cuối cùng Biden chỉ thắng ông Trump có 0.3 điểm. Thì tiểu bang Arizona là tiểu bang mà tôi nghĩ cái đảng Dân Chủ đã chính thức give up tại cái tiểu bang này. Thành ra là chúng ta cũng không thấy bà Kamala Harris trở lại cái tiểu bang của Arizona. Mà ngày hôm qua thì tôi có một bản tin từ cái chương trình của The VLKT News Substack đó. Thì có vẻ như là bà Kamala Harris không còn tranh cử tại tiểu bang này mà ba đang nhờ một cái đội ngủ cái đội này là chỉ ngủ thôi chứ không thức được tức là cái đội đi ngủ của cái nhóm hollywood cái đám triệu phú xuất hiện tại cái tiểu bang arizona để tranh cử cho bà. tại vì cái điểm này nó cho chúng ta thấy nhiều sự tai hại và những sự tai hại này đã chứng minh rằng là đảng dân chủ thật sự đang rất khó khăn trong cuộc chiến cho 2024 Tại tiểu bang Wisconsin có một điểm chấn động hơn vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó là chính thức cái cuộc đua của tiểu bang Wisconsin trên thượng viện đã liệt vào là thó sấp chứ không còn là không còn là lean cho Democrat nữa quý vị. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nha bởi vì trên cái thượng viện chúng ta cần phải nắm cái thượng viện và hạ viện à, trước khi chúng ta làm một số chính sách quan trọng. Wisconsin bây giờ đã chính thức lượt vào là toss up Cách đây không lâu, tiểu bang Wisconsin là liệt vào là Lean Democrat, tức là không trong cái chương trình thó sắp, tức là tranh tranh. Thì hiện giờ tại tiểu bang Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania và Florida là bốn cái ghế thó sắp. For sure là chúng ta sẽ có 50 ghế và chúng ta sẽ thắng tại tiểu bang Florida. À, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng tại tiểu bang Florida 51 ghế à, thì 51 ghế là chúng ta có thể nắm được cái trường viện nhưng mà trưởng ban Wisconsin con ông ba quỳnh là thành viên của đảng dân chủ à, có vẻ như đang bắt đầu rất đau khổ là bởi bao quỳnh là ứng là ứng cử viên đảng dân chủ của ông khâm bình ông khâm bình nha quý vị Kinh lắm ok rồi thì đó là những gì mà chúng ta thấy đó cái cập nhật này nó cũng đang có lợi cho đảng cộng hòa của chúng ta ok uh, bây giờ chúng ta trở lại cái bản tin tựa đề Trước khi đi vào bản tin trưa đài thì tôi cập nhật một số cái tin quan trọng tại cái tiểu bang Florida. Khi mà cơn bão đang bắt đầu um, rất là hoành hành tại tiểu bang này và được liệt một những cơn bão tệ hại nhất. À, cái thiệt hại có thể lên tới con số rất cao. Khi cơn bão Milton tiến về bờ biển phía tây của Florida, nó có khả năng gây ra thiệt hại thảm khốc. Với những nhà phân tích Wall và dự đoán cái thiệt hại có thể vượt tới 50 tỷ đô la và trong các trường hợp xấu nhất có thể lên tới 175 tỷ đô la. Milton hiện là cơn bão cấp 4 với sức gió là 145 dặm một giờ. Dự kiến sẽ đổ bộ vào gần Vịnh Tam vào ngày sáng thứ tư. Cái tác động của nó có thể vượt qua cái tác động của cơn bão trước đó, đặc biệt là dự kiến đổ bộ vào một trong những khu vực đông dân nhất của tiểu bang Florida. Để hiểu rõ hơn thì cơn bão Ian cơn bão cấp 4 tại Fort Mayer vào 2022 đã để lại thiệt hại khoảng là 50 tỷ đô la. Ian được coi là sự kiện một lần trong 20 năm, nhưng các nhà phân tích cho rằng cơn bão Milton có thể tàn phá nhiều hơn nếu nó tấn công vào khu vực của Vịnh Tampa, một khu vực Tampa Bay phát triển rất mạnh mẽ của tiểu bang Florida. Jaren, một nhà phân tích, vốn chủ sở hữu tại Jeffries, Lưu ý rằng một lần trong 100 năm như Milton có thể gây thiệt hại 175 tỷ đô la khi mà nếu mà thật sự đổ bộ trực tiếp vào tam Ba, trong khi một lần đổ bộ vào Fort Myers gần đây thiệt hại khoảng 70 tỷ đô la. Thiệt hại tiềm tàng từ Milton khó có thể dự đoán chắc chắn vì mức độ sẽ phụ thuộc vào thời điểm và vị trí chính xác của cơn bão đổ bộ. Tuy nhiên khả năng xảy ra bão dâng cao từ 10 đến 15 feet tại quận Tampa đã làm dấy lên cái lo ngại về sự tàn phá trên cái diện rộng về cả thiệt hại tài sản và tác động về kinh tế. Thì cái cơn bão này là chấn động, nhưng mà đảng Dân Chủ thì vẫn tiếp tục bỏ lên. Mặc dù ông Biden ngày hôm nay tôi thấy trong cái chương trình của Fox News thì ổng lên phát biểu vài ba lời gì đó. Nhưng mà thật sự thì có vẻ như FEMA tuyên bố là họ đang cạn kiệt tiền và họ không có khả năng ngoài hai cái cơn bão này Chúng ta chỉ ước rằng là những phần viện trợ của nước ngoài đó. Nha. Phần viện trợ của nước ngoài à, cho Ukraine hay là một số các đất nước khác nên ngừng lại và để tập trung để viện trợ cho nước Mỹ của chúng ta. Thì thành ra tôi nghĩ cái vấn đề ông Trump đắc cử sẽ là hiển nhiên và chúng ta sẽ thách back lại cái đất nước của chúng ta. Thiệt hại tiềm trang từ Milton thật sự khó có thể dự đoán chắc chắn được vì cái mức độ sẽ phụ thuộc vào thời điểm và vị trí của chính xác của cơn bão. Nhưng mà Modi gần đây đã ước tránh bão Liên là, là tấn công 12 ngày trước. Cái bão Helene này tới ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục là cơn bão. Mà chúng ta mới nhìn thấy được cái sự thất trách của chính quyền Biden và sự chậm trễ của Harris trong vấn đề phôi phục cơn bão như thế nào. Đã gây thiệt hại khoảng 11 tỷ đô la chủ yếu là do sự tàn phá liên quan đến gió gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la cho chương trình bão lục lũ lụt của quốc gia. Nhiều người cũng nhiều người ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Hà Liên không có bảo hiểm lũ lụt. Có nghĩa là thiệt hại về tài sản kinh tế sẽ lớn hơn đáng kể so với thiệt hại được bảo hiểm. Trong khi Moody vẫn chưa ước tính được cái lỗ tiềm tàng của miêu trình thì Wells Fargo đã báo cáo rằng cái thị trường đang ước tính lỗ khoảng 50 tỷ đô la và cái phạm vi có thể kéo dài là từ 10 tỷ cho đến 100 tỷ đô la thiệt hại. Milton đã yếu đi đôi chút vào ngày thứ ba và chúng ta hy vọng rằng là cơn bão Milton này à, thật sự sẽ yếu đi dần khi mà họ đổ bộ vào tiểu bang Florida. Chúng ta chỉ hy vọng hiện giờ là cấp 4 thì đổ bộ có thể là cấp 1 và cấp 2. Còn mà lên cấp 4, cấp 3 như vậy thì rất là khó khăn và rất tội nghiệp cho người dân tại tiểu bang này nhưng vẫn là cơn bão rất mạnh. Cái cơ quan quản lý khí quyển và hiệp đại dương quốc gia được viết tắt là NOAA đã cảnh báo về thiệt hại đáng kể do gió bão và vũ lục, bão dân và lũ lụt. Các nhà phân tích dự đoán rằng cái nỗ lực phục hồi ở khu khu vực vốn đã căng thẳng vì bão Hà Liên sẽ bị đẩy đến cái giới hạn khi Milton đến. Mặc dù Milton không gây ra cái mối đe dọa cho tiểu bang khác nhưng nó được dự kiến sẽ là sự tàn phá rộng khắp bờ biển phía tây Florida, đặc biệt là vịnh Tampa, các khu vực xung quanh. Theo các nhà chuyên gia mô hình rủi ro của Moody, cơn bão này có thể là một trong những sự kiện tác động lớn nhất của mùa bão 2024. Khi cơn bão Milton đang đến gần, Florida đang chuẩn bị những trọng tác có thể phá vỡ kỷ lục, tác động, tác động kết hợp của Helene và Milton. Trong một thời gian ngắn như vậy có thể khiến cho cái mùa bão này trở nên một trong những cơn bão tràn khốc nhất về mặt tài chính trong lịch sử gần đây. Các nỗ lực ứng phó và phục hồi của tiểu bang, đặc biệt là Vịnh Ba, sẽ rất quan trọng trong việc giảm thiểu các thiệt hại. OK, hy vọng rằng là à, đây là những cái sự kiện mà chúng ta hy vọng cơn bão này sẽ hạ nhiệt số quý vị. Trong khi đó, thì ông Ron DeSantis của chúng ta thì ông tuyên bố rằng là ông sẵn sàng đối phó với cơn bão và ông không có đủ cái thời gian để chơi chính trị với bà Kamala Harris. Bão, bão Milton đang tiến gần bờ biển ở Florida. Ông Ron DeSantis là thống đốc của tiểu bang đã thông báo vào sáng ngày thứ ba. Ít nhất là 37.000 thợ điện đang trúc trực để hỗ trợ khôi phục điện, cùng với nhiều các biện pháp chuẩn bị khác để giảm thiểu các tác động của cơn bão. Cơn bão hiện được dự đoán sẽ đổ bộ vào đất liền vào khoảng tối thứ tư, tức là tối ngày mai và đầu sáng của thứ năm đã thúc đẩy các biện pháp khẩn cấp trên diện rộng à, diện rộng trên toàn quốc cung cấp thông tin cập nhật từ trung tâm điều khiển khẩn cấp của tiểu bang tại Tallahassee thủ đô của Florida tổng đốc nhấn mạnh rằng mặc dù cơn bão Milton di chuyển chậm hơn dự kiến người dân của Florida cũng nên cảnh giác ông kêu gọi người dân tránh là welded to the con đó và con đường dự kiến của cơn bão vì cơn bão có thể ảnh hưởng khu vực rộng hơn ngoài mắt bão Wedded to the con ý nghĩa là trong đốc drone Descent đã sử dụng cụm từ này để cảnh báo người dân không nên quá tập trung vào đường dự kiến của tâm bảo là bởi vì nó có thể dịch chuyển và gây thiệt hại phía ngoài cái tâm bảo. Bất cứ nơi nào nó đổ bộ vào sẽ có tác động vượt xa những gì mà thật sự cho thấy. Hình nón đó là cái tấm hình mà quay quay đó. tích cảnh báo là lưu ý 51 quận hiện đang trong tình trạng vô cùng khẩn cấp. Cơn bão có thể ảnh hưởng đến khu vực bệnh Tam Ba cho đến Tây Nam Florida và thậm chí các khu vực xa về phía Đông Bắc như quận John Street, uh, Street John cũng đang trong tình hình uh, cảnh báo của bão. Thống đốc DeSantis đã nêu chi tiết các biện pháp chuẩn bị toàn diện cho Florida để hỗ trợ khu vực cộng đồng của địa phương, cơ sở hạ tầng quan trọng của cơn bão. Hiện tại, tiểu bang đang thực hiện 1.000 cái nhiệm vụ để phục, để phục vụ sự cung cấp nguồn lực thiết yếu, như là hệ thống chống lũ lụt đã có 11.000 feet hệ thống đã được triển khai Máy phát điện chúng được cung cấp hỗ trợ những nơi trú ẩn Cho những nhu cầu đặc biệt và các hoạt động quan trọng khác Internet Starlink cũng được triển khai nha quý vị ngang Internet Starlink cũng được triển khai à, Trên khắp quận để duy trì liên lạc khi cần thiết Xe cứu thương hơn 350 xe cứu thương và 30 xe cứu thương đang hoạt động Cùng với 144 xe khác đang trực tuyến The cũng đã giải quyết những lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu, giải thích rằng mặc dù không có tình trạng thiếu nhiên liệu, nhưng cái nhu cầu tăng cao đã dẫn đến cái tình trạng xếp hàng dài tại trạm xăng. Trưởng ban đã tích cực điều phối nhiên liệu đến những trạm đã hết và cảnh sát tuần tra đường bộ Florida đã hộ trống 27 chiếc xe chở nhiên liệu đến những khu vực bị ảnh hưởng trong đêm. Chúng tôi hiện có 268.000 gallon dầu diesel và 111.000 gallon xăng với 1.2 triệu gallon lông dầu diesel và xăng khác đang trên đường tới Florida. Ông Tổng đốc cho biết, cái nguồn cung của nhiên liệu tiếp tục đến cảng Florida để nỗ lực à, đang được tiến hành để có thể bảo đảm các cái trạm có đầy đủ cái đáp ứng về nhu cầu. Cái lưới điện và cơ sở hạ tầng Florida sẽ bị bảo Milton thử thách nhưng tiểu bang đang chuẩn bị tốt với 37.000 nhân viên đường dây sẵn sàng để ứng phó để có thể đảm bảo hay là bảo đảm phục hồi nhanh chóng trong trường hợp bị mất điện với cái hồ sơ ứng phó bão đang diễn ra Florida đang chứng minh cái cách tiếp cận chủ động của mình trong việc quản lý trường hợp khẩn cấp với quy mô lớn. OK, xin uh, xin cảm ơn thống đốc bang tiểu bang Florida rất là nhiều về điều này. À, về nguyên tắc thì um, đây là những gì mà chúng ta đang chờ đợi và rất là hồi hộp khi cơn bão thứ hai đang đổ dập vào tiểu bang Florida và cơn bão này là đánh trực tiếp vào Tampa và hy vọng rằng nó sẽ không đổ bộ. Vào Orlando một cách nặng nề Và đó là những bản tin cập nhật Trong chương trình của ngày hôm nay Chương trình của giờ nghỉ trưa Và bây giờ chúng ta sẽ đi với bản tin trưa đài Câu hỏi đầu tiên trên live chat Cái đảng Dân Chủ Chính sách chính quyền tệ hại như vậy Tại sao mà nhiều người cứ nhắm mắt bầu cho họ À Họ bầu cho họ là bởi vì Họ là người phụ nữ Tôi có chia sẻ một cái đoạn video ngắn Của Nguyễn Cao Kỳ Nhông là con gái của Nguyễn Cao Cảng à, tuyên bố là bà này là ghi danh cử tri độc lập ghi danh cử tri độc lập nhưng mà bầu cho Kamala Harris là bởi vì bà này Kamala Harris là người phụ nữ đang cố gắng để break a class ceiling à, bà này là một luật sư không có register ghi danh à, thành ra là bà bầu cho Kamala Harris cái đoàn của Nguyễn Cao Kỳ Dông á, mà nói chuyện trên cái chương trình whatever đâu tôi cũng chẳng biết mà tôi chia sẻ cho vị trên cái trang mạng của live chat tôi trên Facebook đó thể hiện rất là rõ ràng rất là nhiều người bầu cho Kamala Harris bởi vì không cần biết chính sách của bà này 3 năm rưỡi nay thiệt hại như thế nào cho người dân của tiểu bang California hay là toàn cái nước Mỹ của chúng ta là bởi vì bà này là người phụ nữ thì đó có thể là cái đầu óc nó có vấn đề căng thẳng ok rồi Câu hỏi tiếp theo là chị đang lo lắng ngày 5 tháng 511 sắp đây những cử tri mà bất hợp pháp đổ vào bảy tiểu bang chiến địa. ạ. Ờ, chị khỏi lo đi, mệt quá. Vì lo chị cũng chẳng làm được gì đâu. Cái vấn đề nằm ở chỗ nếu mà thật sự những tiểu bang chiến địa mà năm nay những di dân bất hợp pháp cũng có thể bầu được đó, thì đó là cái, cái thiệt hại của đảng Cộng Hòa. Họ phải tính toán về điều này. Còn nếu mà thật sự chuyện đó xảy ra thì tôi cũng trách luôn cuộc campaign của Tổng thống Trump. Ok, tại đây cuộc trăm hạn của ông và Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa của chúng ta phải thừa biết cái điều này nó xảy ra. Thật ra chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi đây chúng ta lo lắng cái chuyện mà thật sự chúng ta biết nó sẽ xảy ra. Ok rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái sự kiện kinh hoàng nè. Cái sự kiện kinh hoàng khi bà Kamala Harris đã chính thức bị vạch mặt trong cái chương trình của The View. Cái chương trình của The View này có nhiều sự vạch mặt lắm. Và đây là một sự vật mạng quan trọng và tôi sẽ tiếp tục trình bày cho về trong chương trình của The VLKT New tiếng Việt sắp sát. Ok. Bây giờ chúng ta vào bản tin nha quý vị. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657 600 8888. Ok, bà Kamala Harris xuất hiện trong chương trình của The View. Một cái đỉnh điểm quan trọng nhất là gì? Bà ta tuyên bố bà ta là Biden, Biden là bà ta. Bà đã bỏ đi cái lập luận gần có mấy tháng nay và cho rằng cuộc campaign của bà Kamala Harris là cuộc campaign cho sự thay đổi. Tôi cũng chẳng nghĩ cuộc campaign này cho sự thay đổi gì cả. Mà chúng ta vẫn tiếp tục cho là bình mới nhưng mà rượu cũ. Bình mới nhưng mà rượu cũ. Kamala Harris là nhiều người phải choáng vào thứ ba trong một lần xuất hiện của bà trên chương trình của The View ABC và bà tuyên bố bà sẽ không xử lý bất kỳ điều gì khác biệt so với Joe Biden trong 4 năm qua. Có nghĩa rằng là bà thừa nhận trong 4 năm qua những chính sách về biên giới ông Biden làm đúng. Mở cửa cho 21 triệu người di dân bất hợp pháp. Bà thừa nhận vấn đề lạm phát 3.7%, 9% là đúng bà thừa nhận rút quân trụt quân ra Afghanistan là đúng khi bà đồng thuận với quyết định của Joe Biden. Những cái bình luận của bà được đưa ra khi bà vận động tranh cử cho cuộc đua tổng thống của 2024 làm dấy lên cái mối lo ngại về sự sẵn sàng lãnh đạo của bà và đặt ra nghi ngờ về việc liệu bà có mang lại cái điều gì mới mẻ cho đất nước khi vật lộn với lạm phát gia tăng. Những cái thách thức về chính sách đối ngoại và bầu không khí chính trị ngày càng phân cực. Trong một cuộc phỏng vấn, người đồng dẫn chương trình là Sunny Hosting đã hỏi bà Harris liệu rằng điều gì bà sẽ làm khác với Biden trong một nhiệm kỳ tổng thống không? Harris trả lời là không có điều gì hiện trong đầu của tôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bà trả lời là bà không có điều gì cả, tức là bà đồng thuận 100% với chính sách của Biden. Như vậy mà tụi nó casting bà Kamala Harris là một ứng cử viên của sự thay đổi. Để chứng minh một điểm là gì? Đó là sự giả cáo hoàn toàn. Kinh chờ. Lời thừa nhận này đặt ra câu hỏi về khả năng tạo dựng cái bản sắc độc lập, đưa ra những quyết định khó khăn của bà trái ngược với những thách thức mà chính quyền đang phải đối mặt. Bó tay. Cái lời khẳng định của bà Harris rằng bà sẽ tuân theo kế hoạch của Biden mà không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể làm giấy nên cái khả năng lãnh đạo của bà. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng, trong khi một phó tổng thống thường liên kết với một tổng thống thì một ứng cử viên tổng thống tương lai phải có năng khả năng tạo ra sự khác biệt, đưa ra cái tầm nhìn rõ ràng và độc lập cho đất nước. Những người chỉ trích cho rằng những lời bình luận của bà Harris cho thấy bà không muốn hoặc không có khả năng đánh giá một phê phán về chính sách của chính quyền Biden. Một số người và một số đó phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề. từ vấn đề lạm phát cho đến việc xử lý cuộc khủng hoảng biên giới của phía Nam. Có rất là nhiều lĩnh vực mà người Mỹ tin rằng cần phải thay đổi. Bằng cách từ chối nêu ra những bất kỳ sự khác biệt tiềm ẩn nào, Harris có nguy cơ bị coi là sự kéo dài cái nhiệm kỳ của một tổng thống Biden thay vì là một nhà lãnh đạo thật sự. Thì nói chung lại, qua cuộc phỏng vấn này thì chúng ta bác bỏ cái luận điểm của giới truyền thông. Và bà, bà này gần cả mấy tháng nay cố gắng là tắt biệt mình ra khỏi Joe Biden. Nhưng mà rồi cuối cùng trước cái chương trình The View lại đồng thuận mình là Joe Biden. Thì tôi nghĩ cử tri sẽ có nhiều sự thay đổi và tôi nghĩ cái chương trình ngày hôm nay đó chúng ta thấy cái thị trường cổ phiếu của tổng thống Trump đã tăng trưởng 19%. Đã tăng trưởng 19% kính thưa quý vị. 19%. Mấy ngày hôm trước là chỉ có 16 đồng đã bây giờ tăng trưởng 19%. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là bắt đầu cái thị trường cá độ cũng cho rằng là bà Kamala Harris thật sự đang thảm bại. Chính quyền của Biden Harris phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích về cách xử lý vấn đề chính Mặc dù Harris tập trung vào những thành tựu hạn chế như là cái chi phí insulin cho những người cao tuổi mở rộng việc làm trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn nhiều cái lĩnh vực mà chính quyền vẫn chưa làm được. Lạm phát vẫn có mức cao và nhiều người Mỹ đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Những cái nỗ lực kiểm soát giá của chính quyền vẫn chưa mang lại cái kết quả đáng kể. Những cái sai lầm trong chính sách đối ngoại đặc biệt là liên quan đến rút quân trục quân tại Afghanistan đã gây ra sự phản ứng dữ dội trên diện rộng. Việc rút quân hỗn loạn này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quá trình quyết định của chính quyền. Nhập cư và kiểm soát biên giới là một vấn đề quan trọng. Cuộc khủng hoảng biên giới số lượng kỷ lục vượt biên biên giới trái phép là một vấn đề gia giảng và chính sách của chính quyền đã bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả rõ ràng. Chính sách năng lượng là một lĩnh vực gây tranh cãi. Vì việc chính quyền trúc đẩy cái năng lượng xanh đã dẫn đến sự lo ngại về giá đốt khi đốt tăng cao và tình trạng mất an ninh năng lượng cho người Mỹ. Những cái trách thức này, nhiều người Mỹ đang tìm kiếm một hướng đi mới cho cuộc bầu cử 2024, một hướng đi khác biệt so với chính quyền của hiện tại. Việc bà Kamala Harris không thể đưa ra một sự khác biệt rõ ràng, hoặc là giải pháp sáng tạo làm tăng trên cái mối lo ngại rằng cái nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ tiếp tục có duy trì hiện trạng tệ hại. Trời đất ơi, rất kinh hoàng. Chị Nico trên núi Seattle đặt câu hỏi về 6 minutes từ từ. Từ đây cho tới chiều tôi sẽ có rất là nhiều chương trình phản biện trong cái 60 minutes từ sáng giờ tôi ngồi. Tôi ngâm cứu và tôi ngồi tôi phản biện bạn. Vui lắm. Và cái chương trình tin tức của tôi vào này nó nó trở nên rất là educational ta. Lâu lâu mình tự khen mình các tự giúp râu và bữa để rau kẽm cho giống ông già của Nguyễn Cao Kỳ Nhông mới ủng hộ cho Kamala Harris. <laughs> tôi ghét những cái lượng điểm là gì biết không? Tôi ghi danh là đảng độc lập. Nhưng mà tôi ủng hộ cho Kamala Harris là bởi vì bà ta là một người phụ nữ. Bà ta đang cố gắng break ceiling, bà ta đã giống tôi, bà ta là người không có ghi danh. Trời đất ơi. Giống như bà Kamala Harris tuyên bố là tôi sinh ra từ tầng lớp trung lưu cái 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 bầu cho Kamala Harris mà cứ sợ người ta chữ cái tôi ghi danh là cử tri đảng độc lập Nói gì làm chi vậy mà trong bản chất mày mày đã ủng hộ cho bà Clinton của 2016 ủng hộ cho Biden của 2020 mà bây giờ lại lại ủng hộ cho Kamala Harris mà mở miệng là tôi là cử tri độc lập. Trời đất cơ quý vị. Đến nỗi cái cái, cái cái cái, 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 cái lòng của mình mà còn dối Nó hướng chi dối cho người khác. Nó đơ như cái cây. Tôi hỏi quý vị lòng mình mình còn dối thì làm sao chúng ta thể tin tưởng được con người đó với người khác được? Tức là mình mình còn nói dối trong bản thân của mình thì làm gì mình có thể nói thật được với người khác? Để ra vì nào cẩn thận. Trong số nhiệm kỳ, Phó Tổng thống Kamala Harris phải đối mặt với những lời chỉ trích vì bà đã xử lý các nhiệm vụ cấp cao chẳng hạn như được giao giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nhập cư. Giám sát cải cách quyền bỏ phiếu Những người chỉ trích cho rằng bà đã không tạo được tác động đáng kể trong vai trò này. Càng làm giấy đơn cái lời đồn bà không được chuẩn bị cho chức vụ cao nhất của quốc gia. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang vật lộn với tỷ lệ ủng hộ mình, ngay cả trong chính đảng. Tính đến cái tháng 10, 58% người Mỹ không tán thành hiệu sức của bà Harris. Theo một cuộc thăm dò, sự tương phản rõ rệt với người tiền nhiệm đó là Mike Pence, người đã duy trì tỷ lệ ủng hộ cao hơn trong suốt nhiệm kỳ của mình. Đây, điều này làm vấn dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng tái đắc cử của bà và tiềm năng thống nhất một cử tri bị chia rẽ. Cuộc bầu cử của 2024 đến gần đã được định hình từ bầu cử quan trọng những cử tri tìm kiếm nhà lãnh đạo có thể đưa những giải pháp mới và những trách thức mà đất nước đang phải đối mặt. Với cái tuyên bố của bà Harris cho thấy bà sẽ duy trì các chính sách của Biden mà không thay đổi, có thể không được công chúng tìm kiếm sự thay đổi, sự lãnh đạo mạnh mẽ và độc lập. Đối với những người tin rằng chính quyền hiện tại đã trùng bước trong việc giải quyết những vấn đề thì bình luận của bà Kamala Harris trong chương trình của The View cũng đã củng cố trên cái mối lo ngại rằng bà không phải là ứng cử viên để mang lại sự cải cách có ý nghĩa. Mặc dù Harris có thể ủng hộ một số các chính sách đã thành công, nhưng việc từ chối thừa nhận những lĩnh vực cần cải thiện có thể khiến bà bị tổn thương trước những người phản đối, những người đưa ra sự tương phản rõ rệt và hướng đi cho đất nước. Và đó là những gì mà chúng ta thấy bà Kamala Harris thật sự giống như là một người của Biden trong cái nhiệm kỳ 2. Ok. Và đó là chương trình của bản tin từ đây Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị số điện thoại của chương trình tiếp là 657 600 tám. Câu hỏi tiếp theo là gì? Nico chương trình 60 phút mụ ta không trả lời mà nói vòng vòng kênh lắm Bây giờ ai muốn nghe tôi bình luận về chương trình 60 Minutes Tôi đã đăng một cái trang Và tôi đã mở một cái forum live streaming trực tiếp trong cái chương trình của Vũ Lương Sâu Qua bên đó chơi với tôi Cái chương trình của Vũ Luân Sâu vào lúc 12 giờ trưa, 12 giờ 30 trưa trên tổng hợp. Đó là gì? Đó là bà Kamala Harris dùng Chúa để làm đạo cụ chính trị Đó là chương trình của 60 Phút đó. Dùng cái tôn giáo là Thiên Chúa Để làm đạo cụ chính trị Và tại sao tôi nói như vậy À không Cái đoạn này là cái đoạn trên cái chương trình của The View. Không sao cả Tôi sẽ bính cái đoạn của review Và tôi sẽ lồng thêm cái đoạn Của 60 Minutes trong cái chương trình của Vũ Lương Sơn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một chương trình tiếp theo của The LV News. Vì nào đang xem live streaming trực tiếp thì có thể ghé thăm cái chương trình của Vũ Lương Sơn. Harris đã dùng chúa để làm đạo cầu chính trị. Đạo cụ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.